đổi mới mỗi mùa xuân mới. Con mừng tuổi mẹ. Tôi làm bộ phim này để nói về mẹ tôi. Cả một đời mẹ vất vả nuôi anh em tôi khôn lớn. Tuy sống thiếu tình thương của cha từ bé, nhưng tôi luôn thấy hạnh phúc trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Mỗi năm tóc mẹ lại bạc và lưng mẹ tôi lại còng thêm. Xin cầu mong và được ơn trên ban phước cho mẹ tôi được nhiều sức khỏe và sống lâu với con cháu. Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam có rất nhiều những ca khúc hay viết về mẹ. Đó là những cảm nhận rất tinh tế để người nghệ sĩ ngợi ca về tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi là người yêu âm nhạc và rất yêu thích ca khúc Mừng Tuổi Mẹ. Thay lời muốn nói với ca khúc này, cho tôi được bày tỏ lòng mình để nói về người mẹ mà tôi yêu quý và kính trọng suốt cả cuộc đời. Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Úc, sinh năm 1934, quê ở xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ông ngoại thân sinh ra mẹ tôi tên là Nguyễn Văn Huấn. Ông nguyên là trưởng ban hộ tự chùa Bình Phước ở ấp 3 xã Lạc Tấn. Bà ngoại tên là Trần Thị Cửu. Ngày xưa bà ngoại ở thị xã Tân An, cư ngụ tại đường Thủ Khoa Huân ngày nay, thuộc phường 1 thành phố Tân An. Thời niên thiếu và thời con gái, mẹ lớn lên ở Lạc Tấn. Nghe nhiều người nói thời ấy mẹ khá xinh đẹp và cấy lúa giỏi nhất làng. Ngoài ra, mẹ còn có một giọng hát rất ngọt ngào. Những điều đó làm bao trai làng mê mẩn vì tài và sắc của mẹ. Ở quê, mẹ làm ruộng rồi sau đó lên chợ Tân An giặt quần áo và giữ trẻ thuê. Sau đó, mẹ gặp ba tôi. Ông vốn là nông dân, người hiền lành và chất phác. Năm 1956, mẹ sinh anh hai tôi. Anh tên Nguyễn Văn Bông, tên thường gọi là Hải. Hiện anh ở xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành. Tôi được mẹ sinh ra vào năm 1961. Một năm sau, ba tôi lâm bệnh nặng và qua đời. Là một đứa trẻ chưa tròn 2 tuổi, tôi đã phải mồ côi cha. Hai anh em tôi lớn dần lên trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ tôi lam lũ, tảo tần, làm nhiều thứ công việc để có tiền lo cái ăn, cái mặc cho con. Nhớ năm tôi lên 4 tuổi, mẹ đi bán bánh mì ở trường trung học Tân An. Đây chính là trường trung học phổ thông Lê Quế Đôn, tọa lạc ở phường 4 thành phố Tân An ngày nay. Lúc đó, mẹ đi bán thường chở tôi theo. Ngồi sau xe đạp mẹ chở, nhớ có lần tôi đút chân vào bánh xe. Đau quá, tôi khóc to lên. Mẹ quay lại nhìn tôi, không rầy la mà chỉ nhẹ nhàng nói, con ngồi cẩn thận hơn. Rồi mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Mẹ sợ đứa con trai bé bỏng của mẹ bị đau chân. Đến tuổi đi học, tôi vào học cấp 1 tại chùa Cao Đài. Hiện nay, ngôi chùa và mái trường ở đây không còn nữa. Khu vực này đã trở thành trụ sở của cơ quan bưu điện tỉnh Long An từ lâu rồi. Vài năm sau, học hết cấp 1, tôi vào học ở trường Nam tỉnh Lỵ. Đó chính là trường tiểu học Võ Thị Sáu, nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 1, thành phố Tân An hiện nay. Năm 1972, tình hình chiến tranh diễn ra ác liệt và làm ảnh hưởng đến điều kiện làm ăn kinh tế của nhiều người. Lúc ấy, hoàn cảnh gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, thương mẹ một mình bươn chải, tôi xin mẹ nghỉ học để đi làm thêm phụ mẹ. Mẹ nhất định không cho nghỉ học, nhưng tôi vẫn quyết tâm đi làm thêm và giấu mẹ việc mình đã nghỉ học. Lúc đó tôi đi bán cà rem. Ban đầu tôi rất mặc cảm, nhưng rồi cũng quen dần với công việc. Ngoài ra tôi còn đi đẩy trấu và làm nhiều việc mà người ta thuê mướn khác. Tuổi thơ của tôi lớn lên như vậy đó. Sau này có những lúc chạnh lòng nhớ lại, hồi xưa tôi mơ mình được học hành để trở thành một kỹ sư và kiêm làm nghề ca sĩ. Tuổi thơ mình bất hạnh vì không có đầy đủ cha và mẹ, không được đầy đủ tình thương gia đình như bao bạn bè khác cùng trang lứa. Tuổi thơ của tôi không có những ngày thả diều, không có những buổi đi chơi và chụp hình với gia đình. Tuổi thơ tôi không được biết đến những chuyến du lịch đi đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt,
hay thành phố xa hoa Vũng Tàu, hay bãi biển cát trắng Nha Trang đầy nắng và gió mát. Thế nhưng tôi lại thấy vui vì tuổi thơ của mình đã biết lao động giúp cho mẹ với bớt đi gánh nặng mưu sinh của cuộc sống nhọc nhằn. Năm 1975, tôi thuê xe chạy xích lô để kiếm sống. Đến mùa lúa thì tôi lại về quê Lạc Tấn làm ruộng thuê. Ở quê, gia đình tôi không có đất, không có ruộng, vườn. Người cậu cho mượn một miếng đất nhỏ để cất nhà. Nhà của tôi chỉ là một ngôi nhà nhỏ, vách lá và lợp nóc bằng tôn. Đây là thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc vì luôn được ở bên mẹ. Ngày ở Tân An, tuy cũng ở bên mẹ, nhưng cả ngày mẹ và anh em tôi đều phải bươn chải mỗi người một nơi. Chỉ có buổi tối mới quây quần bên mâm cơm nóng mà mẹ tôi mới nấu xong. Năm 1976, mẹ tôi đi thêm bước nữa. Ngày ấy mẹ còn đẹp lắm, vẻ duyên dáng và đằm thắm một thời của người phụ nữ ở thị xã này. Một năm sau, đứa em út ra đời. Em tên Nguyễn Phú Quý, hiện nay ở tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ. Sau đó, anh hai tôi đi bộ đội. Năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ. Mẹ lại khóc khi đưa tiễn anh hai lên đường làm nghĩa vụ quân sự quốc tế ở nước bạn. Lúc đó, tôi vẫn tiếp tục chạy thuê xe xích lô ở Tân An và thỉnh thoảng về quê làm ruộng thuê cùng mẹ. Năm 1980, tôi trở thành công nhân với nhiệm vụ lên líp để trồng thơm tại kênh 3 của nông trường Phạm Văn Hai, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian sống và lao động ở đây, trường đời cho tôi được nhiều điều hay, đầy bổ ích trong cuộc sống. Đây cũng là thời gian mà tôi xa gia đình, nhớ mẹ. Có những ngày và đêm, tôi tìm đến Phật cô đơn ở khu du lịch Láng Le. Ở đó, tôi cầu nguyện cho mẹ được mạnh khỏe và anh hai tôi được bình yên trong quân ngũ. Thời gian chiến tranh biên giới rất khắc nghiệt, bao nhiêu người đã ra đi và mãi mãi chẳng trở về. Những đêm buồn xa nhà ấy, tôi làm bạn với cây đàn guitar cũ và tôi hát cho vơi nỗi buồn của kiếp sống xa nhà. Năm 1983, tôi ra Duyên Hải, nay là huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, để làm thầu công trình làm đầm nuôi tôm. Thời gian này gần thành phố, lúc rảnh rỗi, tôi đến sinh hoạt văn nghệ cùng anh em thanh niên xung phong ở nhà văn hóa thanh niên tại số 4 đường Duy Tân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây, tôi tiếp xúc với ca sĩ Đình Văn, Quang Lý, Như Hảo, vân vân. Qua đó, tôi học được rất nhiều điều từ những ca sĩ này. Từ đó, đêm đêm lên sân khấu, bạn bè đặt cho tôi cái tên thân mật là ca sĩ Duy Sơn. Cuối năm 1984, anh hai tôi xuất ngũ, bình yên trở về. Lúc đó, tôi trở về Lạc Tấn vì mẹ tôi không muốn tôi đi làm xa nữa. Sau đó, tôi lập gia đình. Năm 1986, vợ chồng tôi mua một căn nhà nhỏ ở trong hẻm Lộ Đình, ngày nay là đường Nguyễn Thái Bình. Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con. Con trai Nguyễn Thanh An sinh năm 1985. Con gái giữa Nguyễn Thị Thanh Thúy sinh năm 1989. Con gái út là Nguyễn Thị Thanh Tuyền sinh năm 1991. Cả 3 đứa con tôi đều được bà nội thường xuyên lên chăm sóc. Có những lúc nhìn thấy mẹ hát ầu ơ, dí dầu ru các cháu ngủ, tôi hình dung mẹ ngày xưa cũng hát ru anh em tôi như vậy. Tôi nghĩ nếu có năng khiếu ca hát, chắc một phần nhờ vào yếu tố di truyền từ mẹ. Thời gian này, tôi làm thầu các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn và san lấp mặt bằng. Từ đó, anh em, bạn bè hay gọi tôi bằng cái tên thân mật là Sơn Đất. Năm 2002, vợ chồng tôi mua được miếng đất ở đường Đinh Viết Cừu, phường 3, thành phố Tân An. Năm 2005, vợ chồng tôi xây nhà và rước mẹ về đây ở hẳn. Trước đó, mẹ vẫn thường đi về ở nhà mỗi đứa con một thời gian. Hiện nay, mẹ đã bước qua tuổi 80. Ở nhà, đôi lúc mẹ hát karaoke cùng với con cháu. Mẹ lớn tuổi rồi, giọng cũng yếu đi, nhưng tôi cảm thấy giọng hát của mẹ vẫn còn sức truyền cảm qua các ca khúc Những Đồi Hoa Sim, Hàng Mạc Tử, Hoa Mười Giờ, vân vân. Đó là những ca khúc tôi đã được nghe mẹ hát từ ngày tôi còn bé tí xíu. Hiện nay, các con tôi đều đã có gia đình, có con cái và công việc ổn định. 3 đứa con tôi đều có cửa hàng kinh doanh buôn bán điện thoại di động ở thành phố này. Thỉnh thoảng, các con tôi về nhà,
bốn thế hệ cùng quây quần bên nhau, đó là điều mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi vui và thầm nghĩ, một mái nhà có bốn thế hệ bên nhau là không phải gia đình nào muốn mà có được. Ngày nay, tóc mẹ đã bạc nhiều lắm rồi, lưng mẹ như còng thêm mỗi ngày. Tuy nhiều tuổi, hằng ngày mẹ vẫn làm các việc lặt vặt trong nhà. Đôi lúc mẹ hay nhắc nhở tôi về việc giữ gìn sức khỏe. Tôi nghĩ đứa con nào cũng vậy, dù có bao nhiêu tuổi thì bao giờ cũng bé bỏng trong đôi mắt của mẹ. Bây giờ là thời gian bước vào những ngày tháng cuối của mùa đông. Mùa xuân sắp đến rồi, mẹ tôi lại thêm một tuổi mới. Nghĩ tới cảnh ngày Tết, bất chợt tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Hồi xưa, nhà tôi nghèo lắm. Đủ ăn, đủ mặc là quý lắm rồi. Những ngày gần Tết đến, tôi hay xin tiền mẹ để mua mấy viên pháo tiểu đốt, chứ không dám xin tiền mẹ mua cả phong pháo để đốt như những bạn bè nhà khá giả khác. Biết tôi mê pháo, đêm giao thừa, mẹ mua cho tôi nguyên cả một phong pháo. Tôi mừng đến quên cả ăn, và lúc đó không biết nói câu cảm ơn mẹ. Thời gian trôi qua nhanh quá, ngày bé thơ ấy giờ đã trôi xa. Đời người như gió thoảng mây trôi, và cũng giống như dòng nước chảy miệt mài. Thời gian qua rồi, không bao giờ trở lại. Nhìn những đứa cháu nội, cháu ngoại của tôi, đôi lúc tôi nhớ nhiều lắm về tuổi thơ của mình. Trước đây, sống xa nhà, có những lúc cô đơn và trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình trở về những tháng ngày còn thơ dại. Tuổi thiếu niên, tuy vất vả nhưng tôi thấy hạnh phúc, chữ hiếu và tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý đến chừng nào. Ngoài kia, những cơn gió heo may tràn về, lại một mùa xuân mới lại đến. Tôi mong cho mẹ tôi được nhiều sức khỏe, để mẹ sống lâu với cháu, con. Con xin được cảm ơn mẹ. Mẹ đã sinh ra và nuôi nấng anh em chúng con nên người. Con yêu mẹ, mẹ của con ơi. Mồ côi thêm tôi.